Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại và canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hiệp với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến dãi ánh sáng vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này. Và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Đức Kitô vẫn là một. Hôm qua cũng như hôm nay là Alpha và Omega. Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển quyền năng. Vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương, chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Chúa Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rọi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.
Thánh sang Chúa Kitô. Thánh sang Chúa Kitô. Chúng ta hãy thinh lặng, chúng ta truyền ánh lửa của Chúa Kitô phục sinh cho nhau. Ánh sáng Chúa Kitô. Thiên thần trên trời cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian, mừng reo chiến công oai hùng của khai hoàn, và vui lên toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi, và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói ngời, tất cả vũ trụ đều hân hoan được ngân thoát ly ra miền tối. Cùng vui lên, ôi mẹ hồi thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm cầu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết cần xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi, dù tôi đủ không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người, khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây lên huy hoàng. Chúa
cùng anh chị em. À, ở cùng cha hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật chính đáng việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, Con một người Chúa chúng tôi. Ngài thế chúng tôi cha nở Adam với Chúa Cha muôn thuở, và đổ máu quý giá để tẩy sạch án tổ tông xưa. Chính đây là lễ vượt qua mà chiên thật chịu sát tế, nơi cửa nhà dân Chúa đã được dấu máu chiên. Này là đêm mà cha ông chúng tôi là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiến qua biển đó vẫn khổ chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đèn tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian được cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiến, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Này là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi? Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính Con yêu. Ôi cần thiết thay tội Adam, tôi đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc rất cao xa. Ôi đêm thật hạnh phúc, chỉ người biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. Đây là đêm mà sách thánh đã ghi, là đêm rực rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến sương vui. Vì thế sự thanh thiên của đêm nay xua đuổi ghê tội khiến,
tay sạch vết nhơ. Người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền sướng vui hân hoan. Phá tan hận thù oán ghét, và sớm đem hòa thuận đồng tâm, khuất phục quyền binh thế gian. Kinh lạy Cha Chi Thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay, nhận cho gương thơm lễ chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nên làm bơi sáp ông tinh tuyển đây. Do tay thừa tác viên giáo hội cùng kinh dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến, lung linh sáng lên để Chúa được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tinh chất sáp ông mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn được Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngồi sao mai sẽ gặp gỡ anh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây không, ngôi sao không bao giờ lặn đi, chính là con Chúa Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thống trị hằng sông, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này, Ngài lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Cộng đoàn tắt nến và chúng ta ngồi. Bài trích sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ:
hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là thật tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, đó là lời luôn chân chính. Ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn luôn reo rớt. Hãy ca mừng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Lời Thiên Chúa khiến khung trời xanh đã có, hơi thở Ngài tạo thành tinh tú biển khơi. Ngài thu nước chứa trong đại dương mênh mông, sóng xô chập trùng mịt mùng tay Chúa làm nên. Này hôn con vẫn luôn chờ mong nơi Chúa, bởi Chúa hằng phù trợ che chở đời con. Hồng ân Chúa, côi xin Ngài thương ban xuống, xuống trên những người vẫn hằng kiên vững cậy tin. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng con trong thời sau hết còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham, ông thưa: Dạ con đây. Người phán: Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac,
hãy đi đến xứ Moriza mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Tới nơi, Thiên Chúa đã chỉ cho ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham: Abraham, ông thưa. Dạ con đây. Người nói: đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ tế toàn thiêu thay cho con mình. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau, được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Chúa ơi, xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng, Ngài là Thiên Chúa của con, Ngài là gia nghiệp của con, chính Ngài nắm giữ đời con. Mãi tụng ca vì đây lời Chúa nhu báo. Con luôn đặt Chúa trước mặt vì Ngài luôn ở gần con. Lòng này không còn sợ chi, chẳng còn đau núng điều gì. Mãi mừng vui hồn con y hoan vì Chúa, thân con nằm nghỉ an toàn vì Ngài đâu nỡ bỏ rơi. Cuộc đời con ở nơi Chúa, Chúa là hạnh phúc đời con. Đói thương xin Chúa dạy con đường lối hằng sông. Hân hoan ở trước nhân Ngài, lòng này còn những hằng mong.
tràn đầy hoan lạc của Chúa với Ngài cho đến ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông Abraham trở thành cha chung các dân tộc, và nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử, khiến đoàn con cái Chúa ngày càng thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa biết ăn ở xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại, phần ngươi cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, nước rẽ ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu, quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bầu nhau: ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môsê: hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi quân Ai Cập.
Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Bấy giờ, ông Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: Chúng đêm muôn mới ca, ta ca người Chúa, mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi. Vâng lên muôn lời ca, lời ca ơn ơi Chúa, vì vinh danh người ta ca. Chúa của tôi hát khen người, thần của tổ tiên tôi tán dương người. Chúa là đấng anh hùng chiến sĩ, danh Ngài là Đức Chúa, là Đức Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực, cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaô áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thanh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã được cùng mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ lên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Lấy người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia.
Thầy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Nhà Israel hãy hát mừng lên, vì đức từ bi của người muôn đời. Của Chúa đã nhấc hồn con, đã nhấc hồn con lên bằng sức mạnh. Con nào có trên vì Chúa gần con sẽ truyền giao công cuộc của Ngài. Viên đá mà những thợ xây, mà những thợ xây loại bỏ ra ngoài, nên hòn đá gông của các tường xây, việc đó đã do tay người tác thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá răn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này, xin các bà về nói với các môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Alleluia. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
cây nến phục sinh đã được làm phép tại lễ đài và được rước rồi thắp cho cậu cộng đoàn chúng ta. Linh mục rước cây nến phục sinh vừa đi sướng ba lần: Lumen Christi, ánh sáng Chúa Kitô, và cả cộng đoàn đáp lại ba lần: Deo Gratias, tạ ơn Chúa. Từ đó cây nến phục sinh chiếm một vị trí quan trọng trên cung thánh và luôn được cung kính như một biểu tượng của chính Đức Kitô, đấng là ánh sáng và ơn cứu độ cho nhân loại. Giữa lúc bao trùm trong bóng tối như thế, chỉ một mình ánh sáng từ cây nến phục sinh được lan tỏa ra nhiều ánh sáng khác, ánh sáng lung linh, thật đẹp và thật thiêng liêng. Nhưng mà ánh sáng này có gì đặc biệt so với ánh sáng từ các ngọn nến khác khi chúng ta tự mỗi người thắp lên? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Kinh Thánh thuật lại công trình sáng tạo trời đất bắt đầu bằng việc Thiên Chúa tạo ánh sáng, Ngài phán: hãy có ánh sáng, và liền có ánh sáng. Lumen Christi, ánh sáng Chúa Kitô, không phải là sản phẩm như cây nến của mỗi người chúng ta mua ở cửa hàng về, đem về đốt lên trong phòng khách, trong bàn ăn, trong bữa tiệc sinh nhật để thêm vẻ đầm ấm và thân thiện. Nhưng ánh sáng của cây nến phục sinh biểu tượng cho Đức Giêsu Kitô là ánh sáng của sự sống, ánh sáng của tin mừng, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của bình an, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của sự toàn thiện, ánh sáng của sự toàn mỹ, ánh sáng của sự hiệp nhất. Ánh sáng này mang từ trời cao đến trần gian, soi chiếu cho muôn dân tộc. Và hôm nay ánh sáng của cây nến phục sinh biểu tượng cho Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã tiêu diệt bóng tối, tiêu diệt sự chết. Ngài không dùng quyền hay làm phép lạ xóa tan bóng tối, nhưng soi chiếu ánh sáng vào trong bóng tối, và chỉ con đường của sự sống, con đường phục sinh cho những ai tin vào Ngài để bước đi trong ánh sáng của sự sống đời đời. Trong ánh sáng Đức Kitô, con người nhận ra nhau là anh em con một cha trên trời. Cho dù khác nhau về nhiều mặt, về thể lý, về dân tộc, vân vân, nhưng nhờ ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh, tất cả mọi người được hiệp nhất trong ân sủng và bình an của Đức Kitô phục sinh. Công đồng Vatican thứ hai cũng dạy chúng ta một bài học thật bổ ích. Giáo hội tin rằng Chúa Kitô đã chết và sống lại cho mọi người. Vì thế qua Thánh Thần của Người, Người ban cho con người ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp lại thiên chức cao cả của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đêm vọng phục sinh, chúng ta hãy nhìn ngắm cây nến phục sinh, một biểu tượng rất ý nghĩa trong sự tương phản giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thiện và sự ác, giữa sự chết và sự sống lại. Đúng thế, một thế giới tối tăm nếu không có ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh thì vẫn chìm ngập trong bóng tối. Có lẽ và có nhiều thứ bóng tối, tội lỗi đang nhấn chìm linh hồn chúng ta trong những vực sâu đen tối không có đường thoát ra. Có những thứ bóng tối của đam mê dục vọng dìm linh hồn chúng ta trong cơn mê ngủ mệt, mất hết ý chí để phấn đấu tiến lên. Có thứ bóng tối tham lam ích kỷ làm chai lì lương tâm, lý trí, khiến chúng ta coi tiền bạc trọng hơn tình nghĩa, vì tiền bạc mà dám phạm những tội tày trời, vì ích kỷ cá nhân của mình mà làm thiệt hại cho người khác. Có những thứ bóng tối ghen ghét oán thù, nó làm cho tâm hồn ta không lúc nào được bình an, vì chìm ngập trong nỗi hận thù dai dẳng.
Có tứ bóng tối tự kiêu căng ích kỷ, khiến cho linh hồn ta không tìm thấy một niềm vui trong sự khiêm nhường và tha thứ. Tất cả những bóng tối đó đang khiến linh hồn chúng ta suy yếu, chết dần, chết mòn. Tất cả những bóng tối đó ngăn chặn ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh, ngăn chặn dòng suối ơn lành của Chúa Kitô đổ vào trong tâm hồn chúng ta. Và ngày nay, cơn gió của trào lưu tục hóa đang ngày càng thổi mạnh những cơn cuồng phong để làm tắt ngúm cây nến mà chúng ta đã thắp khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chỉ khi chúng ta biết thắp lên ngọn lửa từ cây nến phục sinh, chúng ta mới có được ánh sáng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ. Mặc dù chúng ta luôn bị những cơn lốc của cám dỗ, của tham sân si tìm cách làm tắt đi, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa của đấng phục sinh, đó là đức tin và lòng mến như Thánh Gioan đã dạy. Bóng tối tìm cách chấn áp ánh sáng, nhưng mà không bao giờ có thể làm tắt được ánh sáng của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta phấn đấu đẩy lùi bóng tối tội lỗi, ta thoát được ách ma quỷ và được sống trong ánh sáng của Chúa để trở nên con cái của ánh sáng. Khi chúng ta chấp nhận để cây nến của chúng ta bị cháy, bị tiêu hao, tức là chúng ta phải chiến đấu với con người cũ xác thịt của mình, quên mình, chết cho tội lỗi để sống một đời sống với Chúa Kitô trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta hãy cầm chắc ngọn nến đã được thắp từ cây nến và ánh sáng Chúa Kitô phục sinh để trở thành sứ giả của niềm hy vọng nơi bản thân chúng ta và nơi anh chị em của mình, để ánh sáng của Chúa, tin mừng của Chúa được công bố, được lan tỏa nơi anh chị em, nhất là những anh chị em chưa biết Chúa. Chúng ta cầm cao ngọn nến của đời sống đức tin để gieo rắc niềm hy vọng trong cuộc đời có nhiều bóng tối của hận thù, bóng tối của chiến tranh, bóng tối của sự chết chóc, bóng tối của bệnh tật. Hãy xót thương những người bị bỏ rơi, những người tội lỗi, tìm cách nâng họ dậy, khơi niềm hy vọng để họ được tháp nhập vào đoàn dân thánh, dân được cứu chuộc và đón nhận niềm vui, sự bình an và ơn phục sinh của Chúa. Chúng ta hãy thắp lên ngọn nến của phục sinh, của sự sống lại của Đức Kitô, để chúng ta công bố với mọi người rằng người Kitô hiểu cái chết không phải là hết, không phải đi vào ngõ cụt, nhưng là bước vào một niềm vui và hy vọng bởi Chúa Kitô đã phục sinh, cũng cho những ai tin vào Ngài thì có được sự sống và sự sống đời đời. Nhờ cây nến của đức tin được thắp nơi cây nến phục sinh, chúng ta được gọi là con cái của ánh sáng, con cái của sự sáng. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu đem lại, khi chúng ta chấp nhận ánh sáng của Chúa Kitô với một lòng tin là đón nhận mọi phúc lộc cao quý tốt đẹp mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta khước từ niềm tin vào Chúa Kitô là chúng ta vẫn còn ở lại trong bóng tối ù lì của tội lỗi. Chúng ta nhận ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta được ánh sáng của Chúa lóe lên từ tâm hồn. Ánh sáng này có sức soi chiếu mang niềm vui, sự bình an của ngày lễ phục sinh hôm nay. Ước gì trong đêm thánh, đêm hồng ân, đêm ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh đem lại cho chúng ta một luồng sinh khí mới, để mỗi người chúng ta khi tham dự được tràn đầy niềm vui, hy vọng và bình an, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Trong niềm vui Chúa đã sống lại, xin chúc mừng niềm vui tới tất cả mọi người, cộng đoàn chúng ta, cũng như những người vắng mặt. Xin cho ngọn nến phục sinh này cháy mãi trong cuộc đời của anh chị em chúng ta. Xin cho niềm vui và bình an của Đức Kitô phục sinh ở lại mãi với tất cả mọi người chúng ta. Amen.
Giờ đây là nghi thức làm phép lước. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này, để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thanh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành, sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện, để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên, để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên ký cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thanh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thanh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Giêsu trong bí tích thanh tẩy, để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây, thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Vậy, để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Chúng ta xác tín niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin giáo hội thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Hallelujah.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết để trở nên nguồn sống mới cho những ai tin tưởng Người. Trong niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Đức Kitô phục sinh là ánh sáng bừng lên trong đêm tối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Người ban ơn soi sáng cho các vị mục tử, để trong cuộc sống trần gian hôm nay, các Ngài luôn dẫn dắt Hội Thánh bước đi trong chính lộ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Đức Kitô phục sinh là đấng cứu độ muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi Kitô hữu biết dùng đời sống phục vụ và bác ái yêu thương mà công bố tin mừng Chúa đã phục sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Đức Kitô phục sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để cho nhân loại được sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người tín hữu biết chết cho tội lỗi để sống một đời sống mới tinh tuyền và hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Đức Kitô phục sinh đã hiện ra với các tông đồ nhiều lần và ban Thánh Thần để đổi mới con người của các Ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để Người cũng biến chúng ta thành những con người mới đã được đấng phục sinh cứu chuộc bằng máu châu báu của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã trở nên nguồn sống muôn đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết trung thành lắng nghe lời Chúa và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Trên thập giá, trên thập giá, đã
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiến, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiền, nhất là trong đêm này. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian. Người đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiền và không ngừng tung hô rằng: Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thường tế, của lễ hy sinh tinh tuyệt và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Vinh Sơn chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến tất cả những người đang hiện diện ở đây, cũng như tất cả những người đang vắng mặt vì lý do không thể tham dự được, và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con mừng đêm cực thánh này là đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã sống lại về phần xác, và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
sau là Thánh Giuse bàn Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andre, Giacôbê, Gioan, Tôma, Giacôbê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Simon và Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Gioan và Paolo, Cosma và Diamno, cùng toàn thể các thánh vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài. Vì vậy lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melchisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình vào máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời.
Trong thánh lễ này chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, xin sự bình an, xin ơn trở lại, xin ơn chữa lành bệnh. Cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse Trần Xuân Lãm, linh hồn Anna nhân ngày giỗ, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hoàng, linh hồn Maria Phêrô nhân ngày giỗ, Anton Lê Văn Thanh, Phêrô và Maria, Giuse Mai Văn Xuân nhân ngày giỗ, Philomena Phạm Thị Tươi, hai linh hồn Luca và hai linh hồn Teresa, các linh hồn thai nhi và các linh hồn tiền nhân. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa, xin dâng lễ hôm nay đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, thánh Gioan, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Bác-na-ba, Ignacio, Alexandro, Maxianilo, Phêrô, Felicita, Perpetua, Agatha, Lucia, Anne, Cecilia, Athalasia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta hãy chia sẻ cái bắt tay thân thiện chúc bình an của Chúa Kitô phục sinh cho nhau. Chúa Giêsu Kitô, Con Đức Chúa sống và Thánh Chúa Cha và Thánh Thần thật đồng thời. Xin dùng mấy máu Thánh Chúa đây khi qua mọi tội lỗi và mọi sự dữ. Xin cho ngàn thân dân Chúa một. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời tới dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Xin mình thánh Chúa Kitô thiên giới con đâu có sự sống đời đời. Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ gọi phúc thiên đường trong sáng nên thơ, Chúa đã sống lại vì thương anh đó. Thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát khung hát, Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, hallelujah, đồng thanh ta hát khung hát, Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta thương ta, Ngài đã hiến vinh. Dân thánh ơi, hãy chỉnh tề khăn áo, đã vượt qua ông ai đang siêu nhiên. Hãy tiến vào sự nghi lễ tiệc con chiên, dâng lên thứ nào anh em.
Ôi phúc cả đêm dài vượt qua ấy. Alleluia. Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân ai. Alleluia. Bỗng vung lên đoàn dân thánh của Ngài. Xiềng xích phá đau độc dữ. Alleluia, Alleluia. Chiến vượt qua là Kitô Đức Chúa. Alleluia. Đổ máu đau vô tội cứu sinh linh. Chính chẳng khỏi xa vòng tục lụy. Alleluia, 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 Alleluia. Ôi thế vận từ trời mà sáng thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Kính thưa quý thầy, quý sơ, quý ban hành giáo, quý cụ ông bà, anh chị em, chúng ta đã tham dự những cái ngày rất đặc biệt nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Với những người trong giáo xứ chúng ta cũng như những anh chị em xa quê cũng hiệp thông đến tham dự thánh lễ tại đây. Trước hết tôi cũng xin cảm ơn sự công tác của quý thầy, quý sơ, quý ban hành giáo, nhà xứ cũng như Bình Hải đã cố gắng để chuẩn bị cho các chương trình. Tuy nhiên chúng ta còn ngày mai, sáng mai có thánh lễ và chiều mai chúng ta có kiệu Chúa Phục Sinh ra ngoài đường. Nhưng tất cả sự cố gắng của quý cụ ông bà anh chị em đã làm cho giáo xứ chúng ta trở thành một giáo xứ sống động. Trước hết về hình thức, tôi thấy trên mạng thông tin cũng rất nhiều người trầm trồ khen giáo xứ chúng ta năm nay trang trí, trang hoàng rất là gọn gàng, rất là trang trọng và rất đẹp. Điều thứ hai là các hội đoàn chúng ta cũng thấy màu cờ sắc áo rất là đẹp, đi rước rất là trang nghiêm. Và ca đoàn trong mấy ngày qua cũng đã vất vả trong thời gian qua để cố gắng để tập hát. Rồi đội trống tuy rằng đánh hơi to nhưng mà cũng rất là đều. Và mừng nhất là đánh trống như vẫn ở lại dự lễ, không có đi về. Vì thế đó là một niềm vui chung sự cộng tác của quý cụ ông bà anh chị em. Ngày mai, sáng mai chúng ta có thánh lễ như thường lệ. Và chiều mai vào lúc 4 giờ 30 chiều chúng ta sẽ rước Chúa Giêsu Phục Sinh, Đức Mẹ và Thánh Gioan đi ra ngoài khuôn viên như một cái niềm vui của những người công giáo, niềm vui của giáo xứ và cũng là tinh thần để chúng ta loan báo tin mừng, truyền giáo cho anh chị em. Vì thế tôi yêu cầu xin quý ban hành giáo, các hội đoàn và tất cả anh chị em chúng ta cố gắng đến sớm, đi rước ra ngoài mà không có người thì khó coi, để chúng ta đến sớm để chúng ta cùng thông công, điệp thông, để chúng ta kiệu Chúa sống lại, một niềm vui của người công giáo chúng ta. Sau đó thì tôi sẽ dâng thánh lễ và cuối thánh lễ thì chúng ta có tiệc liên hoan. Tôi cũng thấy ông trùng cả báo quân số đã hơn đến hơn 300. Chúng ta cố gắng đó là một sự hiệp thông, không chỉ là ăn nhưng là chia sẻ của niềm vui Chúa Phục Sinh. Vì thế trong cái đêm vọng Phục Sinh này, lễ Phục Sinh này, tôi xin kính chúc cho quý thầy, quý sơ, quý ban hành giáo, quý cụ ông bà, anh chị em và toàn thể cộng đoàn chúng ta dù vất vả đến đâu nhưng chúng ta tỏ ra một niềm vui Chúa Phục Sinh và sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Xin Chúa Kitô Phục Sinh chúc lành và ban nhiều hồng ân cho cộng đoàn chúng ta. Chúng ta có một tràng vỗ tay để mừng Chúa Phục Sinh. Chúng ta cùng đứng lên để kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rồng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại mãi luôn cùng anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.